Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nha. Ok, rồi quay trở lại với anh em ở đây. Ok, anh em ạ, hôm nay thì đây rồi. Đầu tiên tôi phải giới thiệu cho anh em là thành viên mới. Úi rồi, đây. Đây chính là chú cáo mà hồi trước nhưng mà tôi đi phiêu lưu và tôi bắt được em ấy ở trên ấy đây. Trên đường đi đây đó, và hôm qua thì nó chạy nhọc mặt để tôi đi về nhà đây đó. Khá là lâu tôi cũng đã dọn tí đồ và tôi cũng farm tí rồi anh em ạ. Thì hôm qua là tôi cũng đã có ép thêm mending vào trong cuốc của anh ạ. À không không, vào vào trong cái rìu đây. Thì anh em có biết vì sao mà cái rìu của tôi mà nó lại bị giảm đi một một độ đáng kể cái độ bền của nó không? Độ bền đúng rồi đó. Bởi vì là tôi chặt rất là nhiều cây, cho tôi đã cho anh em xem chặt rất là nhiều cây hay. Và hôm qua tôi cũng đã ép thêm cả cái looting vào trong kiếm rồi đó, nên là anh em nhìn level của tôi ấy, qua từ 19 đúng không, giảm xuống rồi còn có 11 thế này, mất khá nhiều đúng không? Ok anh em ạ. À, thì hôm nay tôi chặt rất là nhiều cây đây này, đây rất là nhiều đấy. Rồi chặt cái đống này nói thật là mất của tôi tầm 30 phút anh em ạ. Bởi vì là may là cái rìu của tôi có cái efficiency 4 đấy kìa đó, nên là cũng khá là nhanh, khá là nhanh đấy anh em ạ, chứ không thì nó còn lâu nữa đấy đó. Ok anh em ạ. Thì hôm nay nhiều gỗ này chắc chắn là xây một cái gì rồi đúng không, chắc chắn là có cái chuyện gì đó rồi, chắc chắn là xây cái gì đó rồi anh em ạ. Trước tiên là mình phải harvest cái đống ruộng của mình ở đây. Tôi cho anh em xem cái máy của tôi nó hoạt động thế nào nhá, thử nhá, này xem này đấy. Ui rồi, thích không? Trời ơi, thích chưa? Sao em, thế em thấy có ngầu không? Sao em, thấy đẹp không? Ngầu không? Quá ngầu em nhỉ. Đấy ấy, ui rồi rồi đấy anh em, máy hoạt động cực kỳ, vậy là chuẩn chỉnh luôn mà làm thì dễ đúng không, quá ngon này anh em ạ. Ok anh em ạ, chúng ta cùng tiếp tục trồng đây, để trồng một tí em anh ạ. À ấy, khá là tiện đúng không, mình ấn cái là thu hoạch xong luôn, mình chỉ việc trồng đúng không. Đấy, tiện. Ái chà, có cà rốt kìa. Thì có vẻ là thỉnh thoảng sẽ bị một vài cái thì nó bị giữ lại ở mấy bên cạnh nhở. Mà không sao, sao anh em ạ. Máy hoạt động với hiệu suất cũng gọi là trên 90% thì là cũng thu hoạch được gần hết rồi, là cũng ngon rồi đúng không. Ở ngoài đời mà một cái máy mà hoạt động trên 80% hiệu suất thì là đã gọi là ngon đấy. Máy của tôi chỉ hơi bị ấy ấy một tí, vậy là cũng ok rồi nhở. Đấy. Ok anh em nhá, thì hôm nay thì anh em nhìn thấy cái đống gỗ chưa? Đống gỗ đấy, chúng ta sẽ xây cái nhà kho, cái nhà kho sẽ gọi là nhà kho cực kỳ bá đạo anh em ạ. Và tôi thật chứ mà hôm qua cái lúc mà tôi thì luôn nói chung là lúc nào mà trước khi mà tôi xây một cái gì ấy, là tôi cũng đều gọi là đều đều phải xây trước ở trên một cái gu creative, bởi vì là phải xây trước để cho mình quen ấy. Thì cái lúc thể cái lúc mà mình xây luôn trong này nó nhanh đó. Chứ mà tôi xây trước rồi, và hôm qua tôi xây trước và trong miệng tôi lúc nào cũng nhầm, không bao giờ tôi làm lại cái chuyện này, không bao giờ tôi xây lại cái chuyện này nữa anh em ạ. Bởi vì thật cho mà tôi xây cái đống ấy mà tôi không bao giờ tôi muốn xây nhà luôn đấy anh em ạ. Ok, được rồi, trước tiên chúng ta đổi khiên đã. Anh em nhìn thấy khiên của tôi nó sắp hỏng ở đây không? Xây cái đấy nó mệt lắm, trước tôi xây cho anh em xem, xây rắc rối lắm. Đây, đổi khiên cái đã. Đợi anh em giáp đâu ấy nhỉ? Anh em giáp thì anh tên là giáp luôn đấy. Đám trắng giáp ạ. Đổi cho mấy khiên cái. Thôi, em không cần chết đồ. Anh từ từ creeper có không? Không có anh em ạ. À ơi nhỉ? Tôi còn chưa nhảy nhỉ?
Cha rồi, phải nhảy chứ. Nhảy nhảy nhảy, từ từ anh cạn cho tôi nhảy tí. Ừ. Ok, cho tôi nhảy tí nào. 1 2 3 Ok anh em ạ. Ok, đây thì trước tiên ấy, anh em thấy cái map của tôi không? Đấy, tôi đứng ở làng khá là hay. Bây giờ tôi muốn phóng to cái map hơn anh em ạ. Kiểu là bởi vì là anh em nhìn thử xem. Mình nhìn cái nhà mình nhìn là có một cái thuyền với cái chòi đặt với cái bè để mình khảm đồ đúng không? Với cái bè phù phép ở bên kia kìa đó. Mình nhìn nó có mỗi tí đúng không? Bên này bây giờ tôi muốn mở rộng cái map ra anh em ạ. Để mình có thể nhìn được nhiều hơn đúng không? Đấy. Nào. Đây nữa anh muốn mở rộng cái map ấy là anh em cần cái cartography table này. À. Xong anh em cần giấy, đây giấy đây. Đó. Đặt cái map xuống này. Đấy, xong anh em đặt cái này vào. Đấy, xong anh em đặt vào đây. Đó, thì nó sẽ mở rộng ra bên cạnh này đấy, khá là đẹp. Đấy. Để anh em nhìn này. Đó. Để tôi what the hell, vì sao nó mở rộng theo cái hướng này? Tôi muốn nó mở rộng qua bên kia để nhìn chuồng bò các thứ cơ mà. Kêu mà trốn tôi rồi anh em ơi. Tôi kệ bố đi anh em ạ. Ok anh em ạ, bây giờ chúng ta cùng xây cái ấy nhá. Chuồng chuồng bá đạo. Sương. Chẳng phải đi với anh, đi sau này. Đúng rồi, ngoan. Sương đã ở nhà quá lâu rồi anh ạ, nên tôi phải mang Sương ra ngoài để cho Sương tập thể dục. Đi ra ngoài này đúng không? Sương, ngoan lắm, giỏi. Ơ, đóng cái này vào rồi. Ok. Đi sữa này. Ngoan, đúng rồi. Ok các em ạ, thì hôm nay nhiệm vụ của Sương ấy. Sương. Đó là Sương phải đứng ở đây để Sương Sương còn canh cho tôi bọn bò bọn cừu ấy các bạn để tôi còn xây. Ok anh em ạ, thì trước tiên là tôi cần phải bây giờ là hơi bị vướng cái chuồng bò với chuồng cừu nhỉ. Hơi bị vướng đấy, thật. Hơi bị vướng, bây giờ làm sao mà xây ta. Chắc là mình phải phá cái chuồng bò đi anh ạ. Thật là bây giờ tôi phải farm bò. Mình xin lỗi mấy em nhá, mấy em chấp nhận mấy em nhá. Chúng ta chỉ cần để lại hai em bò và hai em cừu để sau này chúng ta còn cho chúng nó sinh giống nữa là được anh em ạ. Chứ còn lại thì mình cứ giết hết đi anh ạ, khổ lắm. Đấy, cứ nuôi cho đẫy vào xong bây giờ giết. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, bởi vì là mấy em bò này và mấy em cừu hy sinh sẽ không gọi là vô ích đâu, vì tôi có cái looting mà, nhiều lắm. Anh em nhìn này, thịt này, đây này. Úi dồi ôi, ghê không? Ừ. Các em đều gọi là sống cuộc sống rất là có ích, các em hiểu không? Thì bởi vì là các em đã sống vì người khác, đấy. Không phải sống vì bản thân nữa, đấy. Rất có ích, anh tôn trọng điều đó. Anh rất là trân trọng các em hiểu không? Đi đây các em này. 1 2 Khổ thân. Nhưng mà không sao đâu. Không đau đâu anh ạ. Bởi vì là một phát là chết mà. Ok các em nhá. Đợi tí là tôi sửa hết cái tôi sửa khá khá rồi soi tôi sẽ quay lại với các em nhá. Đấy, để lại cho nó một mẹ thôi là được rồi. Sương nhảy. Ê. Cừu. Thôi tôi chả cần cắt luôn anh em ạ. Tôi để cho anh em xem cùng cho vui. Nào các em, đi đây nào. Đấy, tập này là tập dành cho những gọi là những bạn thích xây nhà nhá. Đây là tập dành cho những bạn trên Minecraft thích xây nhà. Tôi thật là tôi không có thích xây nhà. Tôi không hề thích xây nhà một tí nào luôn, thật anh em ạ. Không hề. Ok. Sửa gần hết số cừu rồi đấy. Ok. Sương ơi. Ơ. Sương ăn trộm một miếng thịt của tôi này. Ờ. Ai cha. Nhanh phết nhờ. Tay nhanh phết đấy. Khá là nhanh. Ok. Cất tạm vào đây đi. Ủa. Nhiều không? Cái rương này là rương ấy của tôi đấy. Rương này là rương đồ ấy của tôi. Được rồi. Cất tạm vào ở đây đi. Khi nào mình quay lại mình lấy sau em nhờ. Ok anh em nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu xây này. Tôi xây đến đâu thì tôi sẽ đào cát và đào đá đi tới đó.
Đầu tiên là cần lót này, thì là mình cần cái lót này đắc bác ở đây này. Cái của đắc bác này là tôi phải đi là tôi phải quay lại cái chỗ gần cái trại rùa của tôi ấy, bởi vì chỗ đó thì nó mới có cái cây này. Đó, chặt khá là lâu ấy anh em ạ. Nhưng mà được cái ấy, đó là mấy cái cây đắc bác ấy nó cứ tụ lại thành một cục to đùng ấy. Đó. Thế nên là mình chặt khá là nhanh, kiểu là mình không có mất thời gian để mình chuyển giữa cây này và cây khác ấy, kiểu thế. Đó. Đây, chúng ta bắt đầu xây tới cột tới trước này. Ok anh em ạ. Đó. Chà. Ok. Đó, xong ở đây nữa này. Đó, bây giờ tôi sẽ phải đào cái chỗ này đi này. Phải phá cái chuồng đi kìa, phải phá cái chuồng đi. Đây. Ok. Từ từ cừu nhá. Mình đứng yên đấy ra. 1 2 3. Đấy, thì cứ cách 3 ô mình đặt cái các bạn. Đặt. Chết cha. Sợ tôi cũng không tôi cũng không có nhớ rõ các bạn. 1 2 3. Hôm qua là tôi đã xây cả cái tòa, tôi đã xây cả cái nhà kho này ở trong cái creative đấy nhá anh em nhá. Tôi lập một cái gua mới, tôi đã xây trong creative ở đấy. Thế nhưng mà tôi vẫn còn quên. Thì vì nó to lắm. À, ta đã xây cái này này. Tốn nhiều gỗ lắm đấy. Anh em vừa thấy cái đoạn khởi đầu cái đã thì tốn gỗ rồi đúng không? 1 2 3. Đây này, đây này. Đây này. Đây chuẩn bài đây. Chưa gì đã hết một cái một một cái ô 64 lock của tôi rồi. Ok đó, và chúng ta sẽ cứ làm như vậy đầy cho đến bên kia các nhá. Ok các em ạ, đó cuối cùng tôi cũng đã xây xong được mấy cột rồi đấy. Tôi xây xong mấy cột cái tôi đã nhận ra có vẻ là gỗ mình có vẻ là bắt đầu sờ sợ ở đây các em, bắt đầu sờ sợ ở đây tốn quá nhiều gỗ. Ok đó, xây xong mấy cột đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm cái này này. Đã xây cái khung tường em nhá, khung tường nó xong ta sẽ cắt nó đi đó, như vậy ấy, kiểu thế đó, cứ làm vậy thôi. Ok anh em nhá, đợi tí nhá. À anh em ơi, tôi xây dở thì tôi không hiểu đây này. Tôi không hiểu vì sao mà cái đám bò con chúng nó cứ đi theo con bò lớn nhá. Bò lớn đi đâu đến đám bò con thì chúng nó cứ ở xung quanh đấy. Hình như con bò lớn nó đúng là mẹ của nó sao, đây đây đấy đấy, đấy hay không? Đó, đây. Sau một hồi mà tôi mang ớ. Quái gì đấy? Ớ. À. Tôi sẽ bị lạch. Đó. Tôi mang xương ra để cho xương xương canh bọn nó. Thế nhưng mà cuối cùng thì tôi lại phải đứng đứng để trông xương anh em ạ. Còn cừu với lợn đi hết rồi. Cừu có bò đi hết rồi. Trông ngoan nhỉ. Thôi. Thôi. Đợi chúng nó lớn rồi giết giết sau đúng không? Đó anh em ạ, tôi đã sắp xong cái ấy rồi. Khó khăn này, công nhận xây này khó khăn. Đây, xây chắn ở đây này. Đó, xong mình cắt cái gỗ rồi mình lột vỏ gỗ đây anh ạ. Đó. Đặt vào đây. Vậy thì tôi buộc con bò lớn lại được. Đi nào bò lớn này. Đó, buộc con bò lớn lại thì tất cả những con bò con đều đi theo mình mà đúng rồi. Ngoan 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 ngoan. Buộc vào đây. À, đấy, ngoan nhá. Hay giờ tôi nhớ là hồi xưa là nó không có cái vụ ở đâu nhá, nhưng mà có vẻ là game update lên ấy, nên là nó cho những con bò con là phải đi theo con bò lớn. Đó, khá là hay. Đây anh em ạ, đây thì chỉ chừa chỗ này ra. Cái chỗ này sau này mình làm cái đường để mình đi ra bên ngoài cơ, hay lắm. Đó, mình đặt vậy. Đó, tôi đã xong được cái khung rồi đấy. Được cái khung rồi. Khá là mệt mỏi đúng không? Đó, khá là to. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ dùng những cái gỗ sồi.
Đó, cái gỗ sồi này chúng ta sẽ làm cái cửa. À, có đúng không ta? Đâu 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 đâu, hình như là dùng cái gỗ oác này này. Đó, ta sẽ dùng để gỗ oác này anh em ạ. Đó. Để ta làm cái cửa. Đó. Đây. Ta làm cái cửa sổ anh em ạ, thì cái nhà kho này nó khá là kín, nó sẽ không có cửa sổ đâu. Là chúng ta chặn hết vào như vậy. Đó. Đó. Đặt một cái đây vậy. Đó. Cứ tiếp tục như vậy thôi anh em ạ. Ok anh em, đó, tôi đã xong được cái tường rồi đấy. Ô, bò lớn rồi này hô. Nhưng mà không sao đâu, thì chúng nó cũng sẽ ở xung quanh đây thôi anh em ạ. Sau này mình muốn bắt lại thì mình cứ anh bắt thôi, chúng còn xung quanh mà. Đó. Xong cái tường rồi đấy anh em ạ. Đây tôi vào trong cho anh xem. Đó, bên trong ở trong nó sẽ như này đây. Nó lớn hết rồi cho nên là nó không còn đi theo cái con mẹ rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xây đến cái mái anh em ạ. Xây từ cái mái anh em ạ. Cái mái là mình cũng cần cái gỗ đắc bác này, cần khá nhiều này. Cần cái craft table ấy. Để mang craft table ở đây ra. Ok, nào. Đặt ra để craft cái nào. Chúng ta cần làm cái thang bộ anh em ạ. Đây, cái stair đấy. À, xong lấy vào. Chúng ta cần nhiều nhiều đấy anh em ạ. Chúng ta cần nhiều đấy. Ta làm thêm cả cái slab này. Đó, slab này. Rồi thì stair này. Slab và stair. Ok. Đây này anh em ạ, đây thì đây là một kiểu mà xây mái khá là hay chứ, khá là đẹp. Đây tôi sẽ làm cho anh em xem này. Tiên là anh em sẽ xây một phát đây này. Đó, phát đây này. Đấy, chéo xuống. Xong anh em kéo ra đây này. Đó. Xong em cứ thế là rồi cho anh em xây ngược lên thôi. Đó. Một, hai rồi này. Một này. Hai này. Ba này. Bốn. Năm. Đó. 5 cái stair, xong rồi cho anh em dùng đến cái này. Có đúng không? Hình như nhầm mất rồi các bạn. Đây này. Đây là một cái rồi này. Mình đặt đây là một cái rồi này. 1 2 3 4 5 ở đây này. 5 đó. Xong đến slab này, 1 này. 2 này, 3 này. 4 này, 5 này. 6 7 anh em ạ. 6 7 đó, rồi mình làm tương tự như vậy về cái bên này. Đó anh em. Đấy. Tôi đã xong được cái một cái mái vòm ấy, để tôi đứng xa xa ra tôi cho anh em nhìn này. Đó, đẹp không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự như vậy với cái mặt đằng sau anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi mới phải mất tầm 15 phút để tôi ngồi tôi suy nghĩ lại là hình như là mình xây sai sai, mình xây ngu ngu anh em ạ. Thế nó bị lệch nhà ấy, thế tôi mới phải chỉnh lại dịch kiểu. Thì tôi phải dịch lại một block anh em ạ. Dịch vào, dịch ra một block ấy. Tôi vừa mới chỉnh lại rồi. Thảo nào mà tôi xây cái bên này nó cũng không khớp vào nhau, bực anh em ạ. 1 2 3 4 5. Đây. Phát này mà không khớp nữa là xóa game anh em ạ. 1 2 3 4 5. Đúng rồi, khớp rồi, khớp rồi. Khớp rồi anh em ạ, khớp rồi. Chứ vừa nãy tôi xây là nó bị thừa ra được một ổ ở đây này, khó chịu lắm. Chào bò, chào em. Bò chưa trốn tìm với tôi anh ạ. Ok anh em ạ, chúng ta xong cái mái rồi đấy, xong 15 phút.
Tôi thề với anh em là đây là lần cuối cùng mà cho xây một cái công trình to này anh em ạ. Tôi cực ghét xây nhà, cực kỳ ghét xây nhà luôn. Thế nhưng bởi vì là tôi biết là anh em rất là mong đợi cái nhà kho nên là tôi phải nên là tôi xây cho anh em xem ấy. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mà xây đến tầng 2 các bạn. Xây đến tầng 2 thì xây thế nào ta? Xây đến tầng 2 chúng ta xây thế này. Trời tầng 2, tầng 2, tầng 2 à? Tầng 2 là mình à. Ok anh em ạ, đợi tí tôi ra tôi xem video người ta xây anh em ạ. Ok. Ok anh em ạ. Sau một lúc mà tôi thoát ra tôi xem mấy anh YouTuber mấy anh xây nhà. Tôi nhận ra bây giờ chúng ta sẽ cùng xây tầng 2 như này anh em ạ. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 2 3. Không bao giờ tôi xây lại như này nên anh em ạ. Không bao giờ, không bao giờ. 1 2 3. Ok. Từ từ cho tôi nhảy cái các bạn. Xây nhà nhiều đau cơ quá tôi nhảy cái. 1 2 3. Ok. Ngủ cái. Ngủ cái cho có sức thì các bạn dậy rồi mới xây nhà được. Rồi, phá giường đi. Chào Sương, anh khổ lắm Sương ạ. Anh đặt giường cho em nằm đấy, em thích thì em cứ nằm đi nhá, Sương nhá, nằm đi cho đỡ mệt. Ok. Đấy. Sau khi xong bên kia rồi ấy, chúng ta sẽ cùng đây anh em ạ, đó. Chúng ta cùng dùng nước của chúng ta đi lên và chúng ta xây cái này này. Xây cái này này. Đó. Mình cứ xây nó lòi ra một cục cái này này. Đó. Khá rắc rối đúng không? Thằng nào xây cái nhà này mà rắc rối thế? Ok. Cục. Nhưng mà cái nhà đẹp lắm. Nếu mà anh em mà xây xong thì anh em sẽ nhận ra nó khá đẹp. Ủa có được không? Không được à. Tôi tính nhảy qua bên này ấy, nhưng mà không được. Tôi gà quá tôi không nhảy được. Đó, ta xây như này. Đó. Ok các bạn, sau khi xong này rồi chúng ta sẽ có cái này này. Ta có cái gì ấy nhỉ? Hết lo gỗ rồi, hết lo gỗ rồi. Đây chúng ta đã xây cái này đó, xong chúng ta lại lột vỏ đi đó, lại lột vỏ đi đó. À, nếu mà anh em mà muốn gọi là xem một YouTuber giỏi xây nhà thì đừng xem tôi nhé, đừng xem tôi nhé, tôi là xây nhà gọi là ức chế lắm. Tôi xây nhà là tôi chỉ làm cho đầu óc anh em bị ức chế thôi. 1 2 3. Ui ui. 1 2 3. Nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm rồi. Đó, chặt mấy cái ok xong rồi đấy. Đó, được rồi đấy. Nhà đẹp nhá. Tôi cũng muốn bạn bè đến thăm nhà tôi anh em ạ. Nhưng mà trừ con creeper anh em ạ. Trừ nó thôi anh em ạ. À, xong rồi đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng xây cái vòm mái các bạn. Cái vòm mái xây cái nào nhỉ? Đây tôi nhớ rồi, nhớ rồi. Cái vòm mái, ui ơi. Đau, 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 đau. Đi lên nào. Rồi. Đây, cái vòm mái chúng mình sẽ lại cần cái stair tiếp anh em ạ. Chúng mình sẽ lại xây giống như bên dưới này, hay lắm. Đấy. Đó, thì sẽ là gục cả hai vòng luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, có 5 cái này nhá. Sau anh em dùng cái slab rồi cho anh em gộp vào được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Tôi nhận ra là tôi sắp hết gỗ rồi đấy. Tôi phải xuống tôi lấy thêm gỗ. Grab thêm một chút stair nữa. Ok. Không có creeper là ok rồi đấy.
cố gắng em ạ, cố gắng vì tương lai đó. Đó, nói chung là chúng ta sẽ xây cái vòng nữa rồi. Anh đợi tí nhá, xây xong tôi quay lại với em nhá. Ok anh em ạ, à, xong ở đây tôi chạy ra xa đâu, tôi cho anh em xem này. Đó, nhà hai mái hay lắm, đó. Đó, anh mới đẹp không? Cũng khá đẹp đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng lấp cái mái đó anh em ạ. Lấp à? Ủa? Ờ. Đấy, bây giờ đến công đoạn lấp cái mái anh em ạ. Một công đoạn khá là khốn nạn anh em ạ. Đó. Ok, thì tôi sẽ phải mang cái grab table lên anh em ạ. Mang grab table lên, chốc nữa mình còn grab luôn. Đây thì nếu mà anh em muốn lấp cái mái thì anh em lấp như này này. Tôi chỉ giả vào cái hướng dẫn anh em thôi chứ mà khuyên thật anh em đừng có xem tôi nhá. Khuyên thật là anh em đừng có, nếu mà anh em muốn xây nhà thì đừng có xem tôi. Ờ. Đầu tiên ấy là ta cần cái grab table này. Xong chúng ta cần làm cái stair. Nhưng mà là cái loại không. Nhưng mà là cái loại gỗ sồi đó. Chúng ta cũng cần khá là nhiều cái gỗ sồi đấy. Làm nhiều vào. Đó. Xong rồi chúng ta làm cái stair này. À slab chứ. Slab này. Xong stair này. Đó. Đây, chúng ta sẽ làm cái này anh em ạ. Ta sẽ lấy cái này này. Cái slab của nó đó, chúng ta đặt vào đây, một cái này, hai cái, cũng khá đẹp đúng không? Đẹp mà, thì tôi nói là cái chỗ này đẹp mà. Xây đẹp mà, nhưng mỗi tội đó là tôi xây hơi ngu thôi. Đó, anh em đợi tí nhá. Ok anh em ơi, tôi xong được cái mái rồi anh em ạ. Thở dốc anh em ạ. Tôi thở dốc luôn đấy. Đó, thấy nhà kho đẹp không? Anh ạ. Xây cái mái này, đây xây khó nhất là ở cái chỗ đây này. Nó mấy cái cửa sổ nhỏ nhỏ này đó anh em ạ. Rồi ôi trời ơi, nhà kho. Nhưng mà đây mới chỉ là một phần thôi nhá anh em. Sau này là mình còn phải xây rộng ra bên này nữa này, bên cạnh bên này nữa này. Nói chung là đây mới chỉ là một phần thôi. Khá là dài hơi đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xây cái tường lấp anh em ạ. Tường lấp à? Tường lấp xây tường gì ta? Đúng rồi, tường lấp là mình cần cái gỗ oác này anh em ạ. Đây là cái gỗ này này. Ok anh em ạ, thì thật sự tôi rất là mong là anh em mà xem tới đây rồi thì anh em hãy cho tôi một like và một subscribe nhé. Bởi vì để mà làm được cái này là rất là mệt hơi đấy anh em ạ, rất là mệt luôn. Ủng hộ tôi cầm nhé, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok anh em ạ, đầu tiên chúng ta sẽ cùng hết mấy cái gỗ sồi rồi à? Ok, phải lấy thêm mấy gỗ sồi nữa. Ngoài chúng ta sẽ cùng bây giờ mắt tôi bị sao ấy, tôi không có nhìn được cái gỗ ấy bởi vì là có hai loại gỗ đã hướng nhau ấy. Đây, cái gỗ này là gỗ đắc bác này và gỗ này là gỗ sồi đấy, mắt tôi mù rồi. Bây giờ tôi chả nhận được cái nào là cái nào luôn này. Tiến ấy, chúng ta xây cái gỗ đắc bác này. Đắc bác đầu đắc bác rồi, bác thôi. 1 2 3 4 xong ta ấy đi đó, lột vỏ đi. Xong lại dùng gỗ sồi xây lên như vậy đó. Rồi lại lột vỏ đi tiếp. Đó, cứ như vậy thôi anh em ạ. Đấy, rồi lại dùng gỗ bác. Đó, cứ vậy thôi. Anh em đợi tôi tí nhá. Ok anh em nhá. Anh em thấy cái tường chưa đó. Đây chính là cái tường này. Trông cũng khá là đẹp đúng không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự như vậy với cái bên này. Ok anh em nhá. Ok anh em ơi. Ok anh em ạ. À, anh em nhìn chưa? Đẹp không? Khá là đẹp đúng không? Ở trên nó còn chỗ kia tôi chưa có ấy cả. Tôi chưa có lột vỏ này. À, chỗ này. Đó, à, rồi. Đó, à, rất là đẹp bò nhỉ. Xương nhỉ? Xương cái đẹp không xương? Xương ngậm đất ở ôi trời ơi, sao lại ngậm đất xương ơi. Trời ơi, khổ thân em. Nè. Trời ơi, đói thì cứ bảo anh đưa thịt cho đấy. Thịt đằng sau em ý. Này này, đi vào mà nhặt đó, đúng rồi.
nhập thịt đúng rồi, ngoan lắm. Nhập thịt đi trời ơi, khổ thân. Đấy anh em nhá. Hai cuối cùng tôi cũng đã xong được cái tường khốn kiếp rồi anh em ạ. Đó. Xong mà tôi cảm giác kiểu sao mà tôi quyết định xây cái nhà kho trong khi tôi có thể để từ từ á, thì mình phải để lại một ô chứ không thì xương không xương chạy mất anh em ạ. Xương thân yêu của tôi, xương sẽ mãi mãi ở bên tôi, cả tôi không bao giờ cho, không bao giờ tôi muốn cho xương đi đâu hết anh em ạ. Nạ bò, đấy mày thì được, mày đi thì được. Nhưng mà xương đối với tao, ô cái gì đấy, what the hell? Đó, em thích cái đầu thì em cứ đi nhé. Nên em yêu anh thì em ở lại đây với anh nhé. Ok, chúng ta cùng xây bên trong luôn anh em ạ. Trong lần tôi thật là cái thằng YouTube ấy mà nó làm mà được cái nó làm cái nhà đấy ấy, là nó xây rắc rối lắm, mà nó còn xây trang trí các thứ đó cơ. Nhưng mà thôi tôi anh em ạ, tôi thật tôi chỉnh tôi thế thôi. Tôi gọi là xây cái này thôi, tôi mà trang trí nữa chắc là tôi hóa điên đấy anh em ạ. 1 2 3 ok. Đấy thế này thôi. Sau này mình xây xong cái gọi là cơ bản thì trang trí sau đúng không? Đấy. May là cũng may là tôi có cái gọi là cái rìu khỏe đấy. May là cái rìu tôi khỏe đấy, nên là tôi chặt gỗ rồi thì tôi làm cái thứ nhanh. Chứ mà tôi mà dùng rìu mà tôi có mỗi cái rìu bạc mà tôi ấy chắc tôi chết đấy anh em ạ, thật. thiếu mất cái à? Khoái nào mà còn có mỗi một cái thì bị thiếu à? Ok, tôi ra tôi lấy. Đây, ủa ơi, thế nếu vậy là mình cũng sắp hết cái gỗ đắc oác ở đây. Cũng còn ít để tôi cất mấy cái thứ vớ vẩn thế nào. Đây, cất mía đi, đúng không? Lúa chứ. Rồi. Ok, đó, mình cũng xong được cái tầng 2 rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ lấy cái này, oác và lanh, đó. Lấp vào đây. Ok, các bạn. Ok. Bum 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 bum. Ok, ô vừa đủ luôn đấy. Perfect phết nhở. Ok. Được rồi, cắm tí đuốc cho nó sáng chứ không trông nó creeper spawn đấy. Xong rồi đây các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ sau này chúng ta có cái fence, chúng ta sẽ làm vào đây. Để tôi làm luôn anh ạ. Tôi làm luôn cái fence. Và tôi nhớ ở nhà mình là hình như có đúng không? Ui ôi, tôi được về cái thuyền mà tôi cảm giác hạnh phúc anh em ạ, thật. Đây, ôi sẽ có mấy ba cái rồi à? Ít. À thế nhưng mà có nhiều gậy, có nhiều gậy. Đó, chúng ta sẽ làm ra cái fence và chúng ta chắn cái chỗ này lại để cho chúng nó không có ấy được. Tôi làm cái craft table tôi đâu nhỉ? Ok, nào. Đây rồi. Mình làm cái fence này à? Kệ đi, fence nào cũng được. Nghe không? Bây giờ fence nào cũng được, gỗ nào cũng được các bạn. Rồi, không quan tâm các bạn. Ok. Đó, rồi. Em đứng luôn luôn vào sân này, đúng rồi. Em đứng luôn luôn, em đứng ngoài đấy à? Vào trong sân này. Vào trong sân này. Ok, kệ xương đi. Ta làm cái cửa anh em ạ. Cửa, ta làm cái cửa, ta làm cái này. Gỗ tôi đâu rồi? Oh what the. Cái gỗ này thì cái gỗ gì nhỉ? Đây gỗ sồi. Mình làm cái gỗ sồi anh em ạ. Mình làm cái cửa bằng cái gỗ sồi luôn. Ok. Cứ làm vài cái đi, sồi cũng cần nhiều đấy. 1 2 Đói. Vào trong xương ấy. Đi đâu đấy? Quái nào mà nhưng mà tôi buộc xương ở bên trong nhưng mà xương lại đứng ở ngoài. Đấy, xong được cái tầng 1 anh ạ. Bây giờ mình làm cái tầng 2 thì tầng 2 thì đơn giản thôi, mình làm cái ladder rồi mình chắn để qua đây mình trèo lên được các bạn. Cái ladder của tôi đâu? Cái ladder thì mình craft được các bạn. Đây craft table đây. Ladder. Ba cái ladder được rồi đấy. Đó, thang đấy. Thang. Đào cái ở đây các bạn. Đó, xong. Easy. Mình đi lên tầng 2 rồi. Xong bắt đầu mình sẽ xây
tiếp tục anh ạ, sẽ tiếp tục gỗ đắc oác rồi. Đây, đắc oác rồi. 1 2 3. Đây đây đây. Tôi nhớ, tôi nhớ. Ok. Ta sẽ xây ở đây này. Chặt nó qua đây này. Đó. Đó. Ok. Wow. Tới này may quá. Ok. À, chúng ta sẽ làm tương tự với cái bên này. À, xong 1 1 1 2 3. Rồi, xây lên này này. À, xây lên này. Ok. 1 2 3 1 2 3 4. Ờ. Xong ở đây các bạn. Ê, chúng ta xong cái tầng 2. Quá nhanh gọn. Hết xong tầng 2 rồi mình làm cái fence, mình lại làm cái fence tiếp. Mình lại đặt như vừa nãy đây này. À, mình lại đặt như vậy. Cửa. Chả hiểu là có cửa làm quái. Ok. Hai bên này thì mình sẽ xây một cái đường đi qua nha. Một cái đường đi qua. Cái đường đi qua thì dùng cái slab mình xây cái đường đi qua đi anh ạ. Slab 1, 2, 3 à, tiện, nhanh gọn đúng không. Xuống làm thêm cái slab nữa anh ạ. Slab slab của gỗ đắc oác ở đây đúng không. Ok. Thế nhưng mà thực ra là mình làm vậy thì nó hơi không có trách nhiệm một tí anh em ạ. Thật, chúng ta nên làm cho nó đúng cây gỗ oác này cho nó đúng. Ok, 24 cái thoải mái luôn này. Cút. Ok. 1, 2, 3. Hai bên này là hai bên để chúng mình đi qua nhá anh em. Đó, mình đi qua này. Mà thực kỳ cần đi qua, tôi là master nhảy mà đúng không, tôi nhảy cái tôi qua luôn. Xong chứ mình sẽ đặt thêm cái fence vào đây. Đó, fence. Ok, làm cái crab thì làm cái ấy nó của cái gì ấy nhỉ. Cái gỗ này là gỗ sồi đúng rồi. Gỗ sồi, gỗ sồi, gỗ sồi. Sồi thế này. Đó. 12 cái rồi. Ok. Ok các em, thấy không. Đấy, ta đã xong được một cái rồi. À đúng rồi, đúng rồi, chúng ta phải đặt cái này vào đây nữa này. À, đặt chặn nó vào đây này. Tôi làm thêm vài cái slab nữa. Đắc ốp plank ạ. À, đưa bố mình slab, đúng rồi. Rồi. Ấy rồi. Rồi. Ok. Ok các em ạ, chúng ta có cái fence. Cái fence này chúng ta sẽ làm cái fence của cái gỗ oác. Gỗ oác, gỗ oác, gỗ oác, cố lên. Cố lên đây các bạn, công trình cuối cùng. Công trình cuối cùng. Đấy. Xong cái gỗ oác rồi này. Đấy, cái gỗ oác mình xong mình để vào đây này đó. Mình chắn vào đây này đó, mình làm nó thành cái cửa sổ anh em ạ. Đây này, đó, rồi. À, đây. Ok, đây đây. Ok các bạn, đấy, xong. Quá đẹp. Xong. Ok. Tôi đang xem thử một cái nào. Đây, tôi cho anh em nhìn toàn cảnh đây. Đẹp không anh em ơi? Đẹp không? Cũng được đúng không? Trong cái nhà kho trông cũng gọi là ok rồi đúng không? Khá ok nhờ. Yeah. Ok. Đi ngủ cái, đi ngủ cái. Trông ruộng đẹp phết đấy, nhưng mà từ từ á. Từ từ chốc thu hoạch sau anh ạ, ngủ cái. Cái giường của tôi. Ok. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta đã xây xong cái bên trong rồi này, đúng không? Chúng ta cùng xây ra bên ngoài anh em ạ. Bên ngoài này là trong những cái mà tôi chả muốn xây thì quay nào luôn anh em ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng cố gắng anh em ơi. Có skeleton kìa. Khá nhiều skeleton ở đây các bạn. Xung quanh có khá nhiều skeleton. À, ta đã đào. Ủa, ripper, ripper, ripper. Ghê quá. Ghê quá. Ok anh em ơi.
Đợi tí nhá, tôi đào hết cái đống cái này đi rồi tôi ấy này. Ok anh em. Ok. Đây, nếu mà anh em mà đang xem tới đoạn này rồi, nếu mà anh em đã xem đoạn này rồi thì bây giờ đã là buổi tối ở ngoài đời ấy, của cái hôm mà tôi làm buổi sáng. Thì có nghĩa là sáng nay là tôi đã xây cái này này, và xong tôi ức chế quá. Xong đầu tôi nó ngứa quá anh ạ. Thì vì là nó cứ cái nào mà nó làm tôi khó chịu ấy là đầu tôi này nó sẽ ngứa. Đó. Thế nên là tôi phải tạm dừng anh ạ. Và tận bây giờ tối rồi. Đó, tôi mới vào và tôi xây tiếp đây. Ok. Bây giờ thì ở đây ngủ cái đây anh em ạ. Bây giờ chúng ta chỉ cần xây nốt cái bên cạnh là xong rồi. Cho tôi nhảy tí anh em ạ. 1 2 3. Ok. Ok. Đó, đây. Vừa ấy tôi cũng đã chạy xung quanh và tôi xúc hết cái đống đất đi rồi, đó. Để mình có chỗ để mình xây xung quanh đấy. Đó. Và tôi nghĩ là đáng ra tôi nên có một cái xẻng kim cương em ạ. Xúc bằng xẻng đá lâu lắm. Thực ra là cũng không quá lâu đâu, nhưng mà nếu mà xẻng kim cương thì sẽ nhanh hơn khá là nhiều đó. Ok, không lằng nhằng thôi, xin tốt rồi. Thật ra thì cái tập xây nhà đấy nó khá là lâu nên là tôi muốn để cho nó 2 tập cơ, nhưng mà để 2 tập vậy thì anh em xem lại tội anh em quá. Thế nên là thôi, tôi sẽ cố gắng tôi nhét cái tập này và cái tập mà sáng nay tôi xây, nó đều là cái tập mà tôi xây cái này thôi. Đấy, tôi đều nhét nó vào hết thành 1 tập đi. Ok, để chúng ta xây tiếp và xây theo cách của tôi. Còn bây giờ tôi không có theo cái thằng YouTuber kia nữa, nó dạy tôi mà tôi gọi tôi đau cả đầu với nó luôn ấy, mệt. Ok, kệ bố đi anh em, chúng ta làm theo cách của chúng ta đúng không, hay làm theo cách của bạn đúng không. Ok, đây bây giờ chúng ta làm này. 1 2 3 4 à. Đấy, xong cũng lại làm như vậy anh em ạ. Đấy, 1 2 chúng ta sẽ làm cái này cho tới bên này này. Tôi chả nhớ là tôi cứ làm bừa đi anh ạ. 1 2 rồi, xong rồi. Đẹp. Yeah. Đẹp không em? Đẹp 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 đẹp. Ok. Đẹp quá. Chuồng nào. Đấy, xong ta đặt đây này. 1 2 3. À đâu 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 đâu. Đúng không? À không không, nhầm 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 nhầm. Không đúng rồi, đặt đây này. 1 2 3 đây này. Đấy, xong rồi 3 đây này. Chứ cha rồi, tôi hỏng cái xẻng luôn rồi, chứ tôi đào tay chỗ này đây. Đó. Chúng ta sẽ làm hai bên cạnh nó như vậy các bạn. Bò nhờ, bò nhờ, thế em trốn ra ngoài có vui không bò? Trông vui lắm, trông hạnh phúc. Đấy, xong bên này này. Đó, vậy thôi, xong mình lột vỏ mấy cái này đi. Đó. Ôi chết cha, tôi lột nhầm ở đây rồi. Lột vừa vừa thôi. Khổ. Ok. Đó, chúng ta đặt vào đây, lột đây luôn này. Lột ở đây không? Thôi ở đây không lột đi nhờ. Ok, đó. Thôi lột ở đây luôn đi. Đó. Ok, đó. Xong chúng ta sẽ dùng đến cái gỗ lát đây rồi. Đó. Xây vào. Easy. Đấy. Easy. Đấy. Ok. À, xong. Dành gọn này ạ. Xung quanh đây cần để không? Chả cần gì đâu, để vậy đi. Để vậy cho roi các bạn, cho đẹp. Xây cái này vào rồi. Đó. Cái này cũng xây vào rồi. Đó. Chung là mình cũng có nhiều gỗ anh ạ, nên là mình cứ xây chắc chắn này đi. Khổ cái đống gỗ này mà tôi mà cái đống gỗ này. Ô thế nhưng mà thực ra là sau khi mà đi chặt gỗ xong tôi mới nhận ra một điều anh em nhá, đó là mình đi chặt cái gỗ ở cây đác lác ấy là nó cực kỳ tiện luôn, tiện lắm đấy. Thì theo tôi nói với anh em đấy thì cây đấy thì cứ tụ thành một đống mà, thế nên là mình chặt tiện lắm nè. Sau này nếu mà tôi mà có chặt cây để tôi chết gậy ấy,
để chích gậy với anh Long ấy đó. Thì tôi sẽ chặt cái cây đắc bác anh em ạ, tiện quá tiện được, gọi là chúng ta cùng xây cái mái à, mái à. Ừ, tôi phải làm cái mái các bạn. Đây, cái mái này là cái công đoạn khốn nạn mà tôi ghét cái khủng cái này, công đoạn cái mái trong những công đoạn khốn nạn. Tiên chúng ta làm cái stair này đó, chúng ta sẽ làm cái stair. Đây, chúng ta có cái stair rồi, chúng ta xây cái này 1 2 3 4 5 6. À, đúng không ta? Không. Ấy chết rồi. Rồi. Được cái ấy. Chúng ta sẽ móc nó vào anh ạ. Đây, chúng đã móc vào này này. Đấy, móc nó vào chuẩn. Xong bên đây cũng vậy này. Ờ, móc nó vào. Đấy, ok. Xong bên chúng ta xây cái này. À, chúng ta sẽ lại xây nó lên bên trên đấy. Đó. Đi lên nào. Xong rồi hình như là thế này sao ấy, cứ tiếp tục cái sao ấy. Đấy, xong rồi một cái này này. Một cái này này. Đó, xong rồi thì dùng cái sọ láp anh em ạ. Đó, 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 đó. Ôi đẹp, quá đẹp, quá đẹp anh em ạ, quá đẹp. Quá đẹp. Ok, tiếp tục và chúng ta cùng tiếp tục cái bên này này. Đó. Cái bên này cũng làm như vậy. Đó, như vậy. Ờ, kệ đi. Ờ. Ờ, có đúng không, có đúng không, có đúng không, có đúng không? Hình như phải đặt thế này này, hình như phải đặt này. À, phải đặt như vậy anh em, phải đặt như vậy. Đó, đúng rồi, phải đặt như vậy. Ở đây nữa, có lock bên này nữa. Đây, lock ở bên này. Đấy. Đấy, xong rồi mình sẽ đặt bên này này. Đặt nào nhỉ? Này là đây à? Đặt nào à? Này đi. Ok. Xong xây dài ra. Đấy, vậy thôi. Đấy, xong lại như vừa nãy anh ạ. Đó. Mà tôi thấy hình như hơi fail đúng không? Anh em cảm giác nó hơi fail không? Hình như cái này nó thấp hơn cái kia. Đúng không? Không sao đâu anh em ạ. Không sao cả. Ok. Đấy, xong. Đẹp quá. Nhà bét nhà anh ạ, bét nhà. Đấy. Để xây tự do anh em ạ, xây theo kiểu kiểu của tôi đúng không? Phong cách của tôi. Đó. Rồi tôi trèo lên rồi tôi thiết kế cái này cho anh em xem, để cho anh em xem một trong những thợ xây giỏi nhất Việt Nam anh ạ. Trong trình độ thợ xây giỏi nhất Việt Nam. Đâu rồi cái slab đâu rồi? Ok. Chết cha. Phải dùng cái gỗ sồi chứ, phải lấy slab của cái gỗ sồi chứ. À đây, có 18 cái đây. Nhưng mà vẫn cần thêm anh em ạ. Ok, rồi ôi. Ok các bạn. 1 2 3 4. Ờ. Thế còn bên này sao? Này sao? Bên này cần cái stair của cái gỗ sồi này. 1 này. Xong lại 2 này. Hơi fail anh em nhỉ. Chết cha rồi, vì sao mà tôi lại ấy nhầm cục cái rồi. Rồi đưa cái đắc bắc đây. Đưa cái đắc bắc đây. Trời ơi. Lại cũng kìa. Đắc bắc rồi. Rồi. Ok. Trèo lên cái các bạn. Đó. Bây giờ tôi phải đây này đi đó, này đi. Đẹp với em, quá đẹp, thật với em quá đẹp. Không có cái nhà nó đẹp như cái nhà của tôi, thật với em luôn, thật thề với em luôn đấy. Đẹp vãi đái luôn đấy. Cắm cái này vào này. Xong cắm cái này lên đấy. Rồi, đẹp quá nhở. Bét nhà. Ok, chết cha rồi. Tôi còn chưa chỉnh xem là âm thanh của tôi để mức bao nhiêu. Đợi tí để tôi xem thử âm thanh của tôi để mức bao nhiêu anh em nhá. Ok anh em ạ. Âm thanh tôi để ở mức 20 luôn mới ghê chứ. Bình thường là tôi chỉ dám để ở mức 10 đấy mà chả hiểu sao nay tôi để ở mức 20 luôn. Quên chỉnh đấy anh em ạ. Sorry anh em nhá. Đây bị hở gì.
cứu cánh thôi, thì bị hỏi thì cứu cánh lên nào. Hết hỏi đâu rồi, đâu từ từ tôi canh cái hướng, nó đặt cái. Đặt sao ta? Đặt cái này vào này, đó, xong mình đặt cái này vào này. Đấy, what the hell? À, nó bị vướng đấy, ok. Đẹp phải chọn đẹp. Đẹp. Không cần bàn cãi, không cần phải bàn cãi. Ok anh em nha. Đẹp anh em nha. Một. À đây tôi vẫn nhớ cái này, tôi vẫn nhớ cái này. Đấy, cái phần này tôi vẫn nhớ này. Đó, đã xây này này. 1 2 3. Đó. Xong ở đây cũng vậy này. Ít ra tôi cũng nhớ được một phần anh em nhỉ. Ok. Quá đẹp. Xây này nó làm tôi cảm thấy vui kinh khủng anh em ạ. Thật tôi vui kinh khủng quá thật. Thật tôi không hề muốn xây theo cái thằng YouTuber này, nó không bao giờ muốn đâu anh ạ. Đặt cái này lên cái này. Đấy. Ta xây như vậy á. Quá đẹp anh em ạ. Tôi thật chứ mà tôi mà làm cái hướng dẫn xây cái chuồng này lên trên YouTube là nổi như cồn luôn, chắc chắn về game luôn, chắc chắn về game luôn. Bên này xây kiểu gì ta? Bên xây kiểu gì ta? Tối rồi đi ngủ các anh em ạ. Đấy mình đang ngủ trên này cho trông chênh anh em ạ. Cho ngầu, thể hiện độ ngầu. Đấy. Balance anh em ạ, đấy. Cực kỳ bá. Đấy, đặt vào đây luôn này. Đẹp đẹp anh em ạ, không cần phải bàn cãi đâu. Tôi biết là tôi xây đẹp rồi. Hết mấy cái star rồi, tôi làm cái star. Đâu rồi? Sprout. Ok. 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 Ôi chết cha rồi. Một, hai, rồi đẹp 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 đẹp. Đấy, anh em thấy hợp lý không? Cái gì đây? Anh em thấy hợp lý không? Đẹp, rồi, xong, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Tuyệt. Đây. Đào lại đi, xong cho cái tấm ấy vào được anh ạ. Ok, đẹp anh ạ, quá đẹp. Kiểu nhà này là kiểu nhà mà có chỉ có một mình tôi có thể xây được anh em nhá. Bởi vì nó quá bá đạo, nó quá đẹp. Đấy, mái xong cái mái đấy. Đã có chú cho các em đấy. Ủa đẹp quá nhỉ. Tuyệt. Hình như phải thêm cái lock ở đây rồi. 1 từ cái này là cái gì, cái này là dark à? 2 2 3 4 này. 1 2 3 4. Ok. Đó. Đấy, xong rồi. Mái ở đây hả? Ôi, mái à? Mái anh em nhỉ? Mái thì mái. 1 2 3 4 5 6. Ôi. 1 2 3. Đây, sắp xong. Thiếu à? Nếu mà anh em mà xây nhà ấy thì, nếu mà anh em mà là một trong những thợ xây ấy thì tôi tin chắc là anh em đã từng trải qua những cảm giác thì kiểu đang xây nhà tự nhiên hết đồ. Chắc chắn là có rất là nhiều anh em là cực kỳ cáu với cái trường hợp như vậy anh em ạ. Tôi cũng vậy này. Ôi đấy. Thì craft thì craft sai gỗ. Đắc bác cơ mà. Rồi. Ok, thêm 4 cái. Còn có đắc bác không? Ở đây may quá, nhiều anh em, còn nhiều. Để tôi làm cái slab. Tôi làm cái slab nó của cái đắc bác này.
khá nhiều, khá nhiều. Cái là mái à, mái à, ui, mày đơn giản này. Từ 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 mái vậy là nó không có nghệ thuật anh ạ. Phải thế này nó mới nghệ thuật này. Ôi trời ơi, trời ơi, tôi mù con mắt anh em ạ. Thế quái nào mà tôi xây cái này, tôi dùng cái gỗ. À, đắc 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 ok. Đây, mái, mái cực kỳ nghệ thuật đây các bạn, mái cực kỳ nghệ thuật. Đấy, đẹp không anh em ơi, đẹp không? Tránh cái nào bạn này. Đấy, easy. Ok, đó. Thế là xong cái mái. Ôi từ từ nào, bị tuột à, bị tuột à, ok. Hãy xong cái mái các em ạ. Đây, thì đây, bạn YouTuber thì bạn còn, ôi chết cha rồi, nó còn chỗ này mình chưa có đào đi này. Đào, đào từ từ ấy các ạ. Đó. Đấy bạn bạn best builder đấy, bạn còn chỉ cho tôi một cách gọi là xây ở đằng sau nhà đấy cơ, chung các bạn ấy làm khá là dài dòng. Khá là dài dòng, khá mệt anh em ạ. Nhưng mà thực ra thì cũng phải cảm ơn bạn ấy vì là cái nhà của bạn ấy khá là đẹp. Đẹp, công nhận. Đẹp thì công nhận. Ok. Đây. Đúng rồi, chúng ta phải lấp cái chỗ này lại chứ cái chỗ này là chỗ mà con creeper nó nổ này. Xấu quá. Nó nổ banh cái mảnh đất của tôi lên. Rồi. Còn thừa một cục còn thừa một cục còn thừa một cục còn. Ok. Đâu rồi? Đưa 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 cái ấy đi em nào. Đưa cái fence ra em nào. Fence bằng spruce, ok spruce luôn. Gỗ sồi đấy. Làm cái fence. Cái fence, làm cái fence. Đặt vào đây nào. Easy. Một. Xong rồi nó đặt cái lock anh ạ ấy. Rồi thì cách vài ô ấy. Rồi lại, chết cha rồi. Chỗ này chưa phá này. Ok. Tôi nhớ là nó được cách hai ô anh em ạ. Cách hai ô xong rồi một cái chết. Đấy, một cái đây này, một cái đây này, một cái đây này hả? Cái đây, cái đây, cái đây, cái đây, cái đây. Lạch cây. Tôi lạch cái ngoài nhà rồi anh em ơi. Cái đây. Ok. Hơi lạch nhưng không sao. Đấy. Xây freestyle như vậy nó mới gọi là ngầu chứ anh em nhỉ? Đặt tới bạn này. Trời ơi. Tôi xây nhà mà bây giờ tôi bố đời tôi không thèm quan tâm creeper hướng nào luôn này. Kệ bố creeper đi, chúng ta không sợ anh ạ, không sợ, không sợ. Tôi thật chưa bây giờ tôi tôi không có còn tâm trạng để mà đi creeper đây anh ạ. Tôi chỉ muốn xây cho nhanh xong xong cho xong nhanh cái nhà kho đấy, xong 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 xong. Đẹp đẹp đẹp. Đẹp quá. Đẹp 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 phá đi, phá đi. Ok, xong. Xong 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 xong. Sau này sau này. Nốt cái đằng sau này. 1 2 1 2 1 2 ok ok cái fence đâu được cái fence đây hay là còn phải cái fence nữa cơ à? Tôi làm vài cái fence nào đâu rồi, cây gỗ spruce đây rồi 5 cái đủ luôn này ngon quá nhỉ. À, 5 cái ơi rồi ôi. Ok. 1 2 cái đồ 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 1 2 1 2 1 2 1 2 Xây nhà này có phải xây nhà này có phải dễ chịu không anh em nhỉ? Đúng không? Đấy, xong, xong quá nhanh gọn này. Bây giờ ấy là nó còn hai cái chỗ rồi, còn hai chỗ cuối cùng rồi anh ạ. Đây, hai cái chuồng. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2 3 4 xong. Mái à? Mái à? Đấy, mái này cho đẹp đấy các bạn, mái này tôi đẹp nhất luôn này, tôi thích chất kiểu mái này, đẹp kinh khủng. Cái này có đắc quá vậy?
À đúng rồi, cái này gỗ đắc quá, cái thì làm, thế thì làm gỗ đắc quá. Ok, tôi làm cái slab ở đây đây, mình con mà đây này. 1 2 2 2 2. Đó. Đẹp không anh em? Đẹp không? Xong. Xong. Cái fence đâu? 1 2 3. Một hai ba một hai cái gate đâu rồi, cái craft table của tôi rồi, tôi làm cái gate cái anh em ạ. Gate đặc oạc đặc oạc đặc oạc. Cái này là spruce cơ mà, spruce là gỗ sồi, kiểu kiểu là cái gỗ đặc oạc thì và cái gỗ spruce thì nó cứ kiểu gần gần giống nhau ấy anh em, nên là khá khó nhìn. Tôi làm ba cái luôn. Ok, xong. Đẹp quá. Tuyệt 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 tuyệt. Đấy làm hai cái này. Nào 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 nào. Một. Nhầm 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 nhầm. Một. Hai. Một, hai, ba. Đâu, thế này thôi, ba này thôi. Thì tôi nhớ là bạn làm cái này cuối cùng tôi chả hiểu là bạn lấp máy kiểu gì. Nhưng mà cũng hay. Tôi thử làm kiểu đấy làm sao nào. Một, hai, ba. Ba chung là nếu mà 1 2 3 này thì chắc mà lắp máy hơi khó nhỉ, tôi thử nghĩ xem lắp máy kiểu gì đấy. Tôi nghĩ là mình để hai ấy thì nó sẽ tiện hơn. À tôi nhớ ra cái kiểu lắp máy chó chết rồi, tôi nhớ rồi. Đây đâu rồi hàng rào, đâu rồi đấy, dùng tạm hàng rào cho đẹp. Đây chung có mỗi một nơi được một hàng rào cho đẹp anh em ạ, một màu gỗ. Hai đêm ở đây đã hai đêm trôi qua trong Minecraft của đây anh em ạ. Ok, chúng ta nào cùng 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 lấy cái ấy nào. Slab và slab phải dùng cái bác slab để đi cho đẹp đúng không? Đặt tôi làm thêm tí slab nào. Ok. Giường đâu rồi? Đấy, tôi ngủ trong chuồng ấy luôn này. Đấy. Ngủ để mình lấy vận may anh em ạ, sau mình mang thú về là thú nó được hưởng cái vận may của mình ở đấy đấy đó. Ok nào, nốt nào. Chuồng này là chuồng cho con 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 đấy. Xong 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 xong. Đẹp quá anh em ạ, đẹp nhất cái vũ trụ ấy luôn, đẹp nhất cái vũ trụ ấy luôn anh em ạ, thật đẹp. Thật tôi cảm động quá anh em ạ, cảm động quá. Nhà đẹp quá. Tuyệt. Kê. Kê game này xong xong. Đẹp quá, có hai cái ghét là có thừa hai ghét là để cho vào đấy. Thừa cái fence nào không? Không có thừa một cái fence nào hết. Cái này là gỗ spruce, ok thế làm gỗ spruce thôi. Ok. Ok. 1 2 1 2 xong. Quá đẹp, xong cái chuồng đấy anh ạ, xong cái chuồng. Xong cái chuồng của anh em nhá. Xong xong đấy. Đấy tôi đi xung quanh cho anh em ngắm này, đi xung quanh cho anh em ngắm này, quá đẹp anh em ạ. Không có cái chuồng nào đẹp những cái chuồng của tôi. Đấy, đẹp không? Đẹp không? Đẹp nhất là cái mái cái chỗ này này ấy, tôi xây chỗ này được cực đẹp chỗ này này đấy. Đấy, xong anh em nhá. Ok game. Bây giờ thì nói chung là bây giờ tôi chơi tiếp một đoạn nữa để kiểu là tôi trang trí các thứ bên trong thôi. Xong bữa đây từ từ tôi thu hoạch cái ấy cho anh em xem, từ từ tôi có hơi nhiều đồ trong người, tôi cất đồ tí đã, xong rồi tôi thu hoạch ấy cho anh em xem. Cây cây cối trượt thích lắm. Này 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 này. Đấy, một phát là anh em làm được thôi. Đó anh em nhá, buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Đấy, ui rồi fail, fail. Fail không? Tắt nước đem này, hay lắm rồi, được. Đấy, trông lạc đà trông kìa, nhìn choáng không? Choáng không em? Choáng váng không em? Trông lạc đà mặt đờ cả ra, mặt đần cả ra luôn. Ok anh em nhá.
Cảm ơn anh em vì đã xem một thằng đần độn như tôi đến tận đoạn cuối này nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là những người xem một tôi đến tận đoạn cuối này chắc là cũng những người gọi là giờ yêu quý tôi mới phải xem đến tận đây ha. Ok. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em nhá. Yêu anh em rất là nhiều.